Hello, xin chào cả nhà, Mita đây. Hôm nay Mita quay trở lại với cả nhà trong series chăm sóc sức khỏe chủ động, và cái chủ đề hôm nay Mita giới thiệu cho cả nhà một số cái cách mà để cả nhà có thể đánh răng, có thể là vệ sinh cái phần răng này bằng bàn chải mà không phải từ hóa học, không phải từ kem đánh răng chứa flo hay là vân vân và vân vân. Trước mắt là các bạn sẽ quan sát Mita có một cái hàm răng được mọc, không được đẹp nhưng mà rất là chắc khỏe. Đó. Các bạn biết không, là từ nhỏ đến lớn khi mà mình chưa hiểu biết đầy đủ thì mình đã lấy cao răng một lần, và cho đến bây giờ mình không có đi lấy cao răng bao giờ cả, và răng của mình nó cũng không có hiện cao răng lên để cần thiết phải lấy luôn, chứ không phải là mình ở bỏng đâu nha. Cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ. Nó kết hợp với chế độ ăn uống và chế độ vệ sinh, và cũng như là mình gần như không có sử dụng hóa chất, không có sử dụng hóa chất các bạn á. Đó. Thì đó là những cách mà Mita đã làm như thế nào. Mình hy vọng là chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều, đặc biệt là các bạn đang điều trị bệnh ung thư hoặc rất là nhiều người bệnh nặng. Thể giảm thiểu hóa học là một bước đầu tiên trong cái hành trình chữa lành của các bạn. Không phải chỉ có ăn uống sạch không thôi đâu, bạn đánh răng bẩn, bạn đánh răng bằng hóa học thì cũng là một cách bạn nạp hóa học vào bên trong rồi, chứ đâu có phải chờ mỗi cái ăn đâu, đúng không? Còn cái uống, còn cái giặt, còn cái tắm, còn cái rửa, nhiều thứ lắm, đúng không nào? Đó, do nên là hôm nay chúng ta sẽ chăm sóc răng bằng phương pháp đánh răng trước, rồi bữa sau mình sẽ chia sẻ các bạn về nước súc miệng sau ha. Thì việc đầu tiên đó chính là bàn chải. Mình lớn bự như thế này rồi, nhưng mà mình và các em, không phải các em, mình và một bạn em một bé sinh năm 97 đó. Thì chị em mình luôn luôn xài bàn chải trẻ con, bởi vì sao? Bởi vì đối với hai chị em mình như thế thì thấy nó vừa cái hàm và vừa cái răng của mình, cho nên bọn mình vẫn thường xuyên xài bàn chải trẻ con, hoặc là bàn chải tự cầm tay, hoặc là máy đánh răng, có nghĩa là cái máy tự động mà cầm để chắc bạn biết đúng không nào, nó cũng là dành cho trẻ con. Đó là lớp phôm của mình nó vừa như vậy đó. Thì các bạn chọn bàn chải làm sao cho mà nó vừa cái răng, vừa cái hàm của các bạn, đừng có quá to, đừng có quá nhỏ, là việc đầu tiên. Việc thứ hai là cái phần lông đánh răng này nó phải đủ mềm, chứ nó cứng ngắc nó làm hư hết cái phần lợi của các bạn nữa, chảy máu đồ từ lưa các kiểu và bạn đánh không được. Hai tiêu chí cơ bản nhất. Đấy, tùy theo cái điều kiện nơi bạn, giá cả và chi phí thì bạn tự cân nhắc, nhưng mà hãy lựa chọn những cái điều mà có thể tốt nhất cho bản thân. Đối với về vặt bàn chải sau khi sử dụng thì phải rửa sạch, để giữ đứng cho nó ráo nước đi, chứ đừng có để úp ngược lại mà nó khô, nó ướt, nó ẩm thì vi khuẩn nó phát triển trong cả bàn chải, và lần sau bạn đánh răng lại thì thế là bạn truyền cả vi khuẩn vào trong miệng của bạn, là đó là một cái thật sự là stupid ha. Xong rồi bạn nên thay đổi bàn chải. Những thời điểm nào nên thay đổi bàn chải? Như là vừa bệnh ốm xong thay đổi bàn chải, hoặc là nếu không bệnh không ốm gì thì khoảng 3-4 tháng thì nên thay đổi một cái là ok. Thế là ok rồi. Một ngày thì nên đánh răng bao nhiêu lần? Ít nhất 2 lần bạn nhé, sáng 1 lần và trước khi đi ngủ 1 lần là lời khuyên chân thành. Còn những cái khoảng lần khác như ăn uống giữa kỳ, giữa lần thì các bạn có thể sử dụng nước súc miệng là được rồi, không nhất thiết phải đánh răng. Không nhất thiết phải đánh răng, đó là lời khuyên của mình. Rồi, bước sau đây thì nếu chúng ta không dùng kem đánh răng thì chúng ta sẽ dùng gì để đánh răng cho nó sạch như Mita nè? Răng trắng chắc bóng lưỡng này. Bạn bè mình có luôn nói răng của mày sao bóng thế? Đó, mình không phải trắng tinh luôn như một số bạn mà đi dùng phương pháp tẩy trắng hoặc là răng không thật, nhưng răng của mình là một răng trắng tự nhiên, rất là bóng, bạn mình luôn nói răng mày bóng quá. Đấy, đó là cách đây, cách của Mita đây. Để làm cho bóng răng Mita có nhiều cách. Hôm nay Mita chia sẻ với cả nhà 5 cách để đánh răng. 5 cách để đánh răng, sơ lược cho cả nhà một chút xíu đúng không? Mita ghi ở đây 5 cách để Mita sử dụng đánh răng. Không nhất thiết sử dụng một lúc 5 cách này, các bạn sử dụng 1 trong 5 thôi là ok. Với điều kiện các bạn có cái gì thì các bạn xài cái đó, và bạn cảm thấy thích cái gì thì bạn xài cái đó. Cách thứ nhất đó là Mita dùng than hoa hoạt tính. Cách thứ hai đó là Mita dùng bột ớt. Cách thứ ba đó là Mita dùng cái gì nè, nước muối mặn đó. Cách thứ tư là dầu ô liu, và cách thứ năm là dầu dừa đó. Mà trong những cái cách này thì có những cái cách nó không phù hợp với các bạn, bởi vì điều kiện bạn không có, hoặc là cái mùi vị và cũng như cái này nào bạn không có thì bạn không nhất thiết phải sử dụng đó. Thì cái cách mà nước muối mặn mình review trong 5 cách, cái cách nước muối mặn mình review trước nhé. Cách nước muối mặn nó tương đối ok, dễ làm dễ xài, tuy nhiên thi thoảng nó cũng làm cho bạn bị đau cái ti, cái bề mặt, cái chanh răng, cho nên bạn để ý cái phần đó. Nếu bạn rơi vào tình trạng đó thì bạn sẽ pha loãng muối xuống và sẽ sử dụng cách khác để cho nó làm dịu cái chanh răng hơn đó. Cách dầu dừa và dầu ô liu cực kỳ đặc biệt và cực kỳ thú vị. Bạn chỉ đơn giản là dùng bàn chải cho miếng dầu dừa vào đây đánh răng thôi, hoặc cho miếng dầu ô liu vào đây đánh răng thôi, đặc biệt lắm. Kết hợp việc đánh răng đó là bạn chà luôn lưỡi của bạn sạch sẽ vô cùng tận bằng phương pháp dầu dừa và dầu ô liu. Tuy nhiên nếu bạn không thích, cảm thấy nó ớn ớn kinh kinh thì bạn không nên sử dụng cách đó, bởi vì bạn sợ mà đó, bạn sợ mà. Nhưng mà bạn hãy thử những cái ngày bạn ốm nặng, bạn dùng một ngụm dầu dừa, một ngụm dầu ô liu để bạn xúc miệng, bạn cảm thấy đặc biệt vô cùng. Đối với dầu dừa và dầu ô liu thì dầu dừa vi diệu hơn. Dầu dừa có tính kháng khuẩn, kháng virus rất là tuyệt vời. Khi mà bạn bị ốm nặng như vậy, đặc biệt là bị cảm, bị sốt, bị ho gì đó, thì bạn xúc miệng bằng dầu dừa hoặc là đánh răng bằng dầu dừa, là kết hợp một cái việc mình diệt khuẩn đường hô hấp luôn, rất là đặc biệt ha. Rồi, mình quay trở lại review chút xíu ha. Phương tốt nhất của mình, thích nhất của mình đó là hai phương pháp nào cũng thích, chỉ có phương pháp thứ ba nước muối mặn là mình không thích bằng thôi. Đầu tiên mình chỉ cho các bạn làm cái công thức thứ nhất là than hoạt tính. Bạn biết không, là bạn có thể mua được than hoạt tính đúng chuẩn rất là đặc biệt. Nếu bạn không mua được dễ lắm, bạn chỉ mua cho mình một cái lọ, gọi là cái lọ than đen đen ở bên ngoài dành cho bị tiêu chảy đó, thì cái lọ là có 8.000 đồng thôi, một cái lọ hình như cả 100 viên, 8.000 đồng đó. Bạn lấy khoảng 30g than hoạt tính và mình sẽ sử dụng cái máy nghiền đó. Đây là một cái máy nghiền cà phê nho nhỏ mà mình sẽ cho 30g, công thức đầu tiên cho 30g than hoạt tính hoặc là 30g cái than trị tiêu chảy đó. Bạn thêm 10g muối, bạn có thể sử dụng muối hồng, để cho nó sạch, còn không bạn sử dụng muối biển bình thường khá là ok, không thành vấn đề, là 10g muối. Sau đó bạn cho thêm 10g baking soda, đây là baking soda mình đặt đây, 10g baking soda. Xong rồi mình cho vào đây và nghiền mịn cái này ra và cho vào hộp ra, và mình cho vào hộp đó. Cái phần này mình đang xài dở cho nên và các bạn có thể nhìn thấy nó đen đen như thế này ha. Khi sử dụng thì bạn làm ướt bàn chải rồi chấm một cái và đánh răng đó. Nếu bạn cần thêm thì làm thêm một lần thứ hai nữa, và thế này thôi. Trời ơi, răng của bạn sẽ chắc khỏe, sạch sẽ, bóng trở lại, không vấn đề gì bạn lo ngại hết, thật là sạch, thật là an toàn, thật là tốt. Đó là cách thứ nhất mình rất là thích. Thì ở trong cách thứ nhất, nếu trong trường hợp bạn không có baking soda thì cũng ok, vì baking soda ở Việt Nam đôi khi các bạn sống ở vùng quê á, các bạn là không mua được, tìm thấy, nhưng các bạn dễ dàng mua được muối và dễ dàng mua được cái than hoạt tính, hay là gọi là cái thuốc đau bụng màu đen đen á đó. Thì nếu bạn không có cái máy này thì làm sao, thì cho hết vào cối, đâm cho nó nát vào và trộn lại và xài thôi. Đó là một cách mình thấy vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng. Mình là dân dã chiến mà, đúng không? Mình đã đi linh tinh khắp nơi, cho nên là những cái chuyện gì mình cũng có thể xoay sở được hết, bạn yên tâm đi. Đó, cách thứ nhất rất là thích, rất là tuyệt vời. Đó, ngày 2 lần như thế. Cách thứ hai mình đừng ở đây. Đây là cách thứ hai. Trời ơi, mình làm như thế này xài cả năm luôn đó các bạn, hướng dẫn các bạn một lần. Cách thứ hai đó là bột ớt baking soda và muối. Cái thứ hai là ba nguyên liệu này. Thì bột ớt, các bạn sử dụng bột ớt nào cũng được, nhưng Mita sử dụng bột ớt Kaisan, là bột ớt này nó khá là cay. Đó, 10g bột ớt. Đó, 10g bột ớt. Muối, muối gì cũng được, 20g muối, 30g baking soda. Và cho hết cái này lại với nhau vào trong cái máy xay này, vào trong cái máy nghiền này, và trộn lại xong rồi đổ vào trong cái hũ này. Đó, đổ vào đây. Trời, nó hơi nồng nồng một xíu vì nó có muối. Đó, và cái ớt. Và bạn mỗi lần xài cứ chấm vào bên trong này, ấm ấm một tí, chấm vào nằm rồi đánh răng, bạn có thể lặp đi lặp lại 2 lần. Đó là công thức thứ hai. Mình nhắc lại, công thức thứ hai là 10g ớt, 10g ớt, 10g ớt ha, 20g muối và 30g baking soda. Bạn không có baking soda thì hai cái kia trộn lại cũng được, bạn thêm một chút muối nữa chứ không là hơi cay, là hơi cay ha. Như là 10g ớt thì 30g hoặc 40g muối thì cho nó bớt cay. Đó. Thì cách thứ hai mình không thích bằng cách thứ nhất. Đó, cách thứ nhất mình thích hơn. Cách thứ hai đôi lúc nó cũng hơi tê tê cái vùng răng của mình một chút xíu, nhưng cách thứ nhất mình thích nhất. Đó. Rồi, cách thứ ba đây là một cái chai nước muối. Chai nước muối này là chai nước muối bạn nhìn thấy có những cái phân tử kết tinh ở bên dưới đúng không? Đây là vì nước muối rất là mặn, nước muối rất là mặn cho nên là bạn thấy những cái phân tử như thế này. Là cách thứ ba mình pha là cái lọ này 100ml, mình pha 50g muối, muối mặn lắm. Nước muối mặn này thì khi bạn đánh như thế nào, bạn chỉ cần giống cái này cho vào nước đánh này rồi, đã rồi nó thế thôi chứ không cần gì cả, nghĩa là dùng để đánh răng, không để dùng để xúc miệng. Tại vì cái này mà bạn xúc miệng thì bạn sẽ bị tê hết cái chân răng. Đó, vì xúc là một cái lượng nó nhiều đúng không, khi mà đánh là lượng rất là ít cho nên nó ok, nó ok. Đó là ba cách. Cách thứ tư, dầu liêu. Dầu liêu thì chỉ cho dầu liêu vào đây và trà thôi, và đánh răng thôi, nó giống y như là bạn tẩy trang vậy đó, rất là thú vị. Và cách thứ năm là dầu dừa. Đó, mình để cái loại dầu dừa đây. Dầu dừa tan chảy hoặc không tan chảy bạn hoàn toàn có thể đánh răng được, tại vì trong cái nhiệt độ trong miệng của bạn là nó lớn hơn 25 độ C, cho nên là khi không tan chảy mà cho vào miệng trà một hồi nó cũng tan à. Ok. Đó, mình sẽ kết thúc ở đây, và mình hy vọng là bạn thích cái video này. Video này đủ để hữu ích cho bạn, để cho bạn giải quyết những cái vấn đề là không hóa học trong vệ sinh răng miệng, và giải quyết cho vấn đề những cái bạn mà bị hôi miệng ấy. Mình xin lỗi các bạn đấy, nhưng mà không biết mình dùng từ nào có thể hay hơn. Mình có vấn đề về mùi trong miệng đó, thì các bạn hãy sử dụng phương pháp này ít nhất 10 tuần rồi bạn quan sát thêm chuyện gì sẽ xảy ra. Có một số bạn chia sẻ với mình các bạn nó bị hôi miệng, nhưng mà bạn đã kiểm tra hết những cái vấn đề liên quan như là dạ dày, tuyến nước bọt vân vân, cái kiểu mà không có vấn đề gì hết nhưng nó vẫn hôi miệng. Thì hãy thử phương pháp này và xem coi nó có cải thiện được điều gì không nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Hãy cho bạn một phiên bản hoàn hảo nhất mà bạn có nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Hãy nhấn nút đăng ký, nhấn nút subscribe và bật luôn cái chế độ là nhận thông báo khi có video mới để không bỏ sót bất kỳ những cái video nào của mình nhé. Bye bye.